như PLO đã đưa tin, chiều 23 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai cựu bộ trưởng Bộ TT và TT Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Theo khoản 3 điều 220 BLHS 2015, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù, cùng với việc khởi tố bị can và bắt tạm giam. Công an cũng tiến hành khám xét nhà đối với hai cựu bộ trưởng TT và TT Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son. Căn nhà tại ngõ 36C1, đường Lý Nam Đế, được cho là nhà riêng của ông Nguyễn Bắc Son. Đáng chú ý, cùng với việc khởi tố và bắt tạm giam, công an cũng tiến hành khám xét nhà đối với hai cựu bộ trưởng bộ TT và TT. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân dân tối cao phê chuẩn. Theo đó, khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, một xe biển xanh 80A cùng lực lượng công an có mặt tại một căn nhà được cho là của ông Nguyễn Bắc Son, nằm trong ngõ 36C1, phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một chiếc ô tô biển xanh cùng lực lượng công an có mặt tại đây. Tại đây, lực lượng công an có mặt vào bên trong căn nhà rồi nhanh chóng đóng cổng để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 15 giờ 30 chiếc xe biển xanh cùng các cán bộ công an rời đi. Công an cũng có mặt tại một căn nhà nằm tại ngõ quan thổ 1, nơi được cho là nhà riêng của ông Trương Minh Tuấn. Cùng thời điểm một tổ công tác khác của lực lượng công an cũng có mặt tại ngôi nhà nằm tại ngõ quan thổ 1, đống đa hà nội nơi được cho là nhà riêng của ông trương minh tuấn tại đây sau khi đến lực lượng công an nhanh chóng vào bên trong căn nhà để làm việc trong một diễn biến khác bộ công an cho biết đã thi hành các quyết định và lệnh đối với hai cựu bộ trưởng bộ tt và tt đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật tiểu sử ông nguyễn bắc son nguyễn bắc son nguyễn bắc son jpg chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông Nhiệm kỳ 03 tháng 8, 2011, 8 tháng 4 năm 2016, 4 năm, 249 ngày, tiền nhiệm Lê Doãn Hợp, kế nhiệm Trương Minh Tuấn, vị trí Việt Nam, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Nhiệm kỳ 2011 năm 2016 thông tin chung, Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh 22 tháng 8, 1953, 65 tuổi, Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, nơi ở Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội học vấn tiến sĩ kinh tế, dân tộc Kinh, Nguyễn Bắc Son, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953, là một sĩ quan quân đội, chính trị gia người Việt Nam, ông có quân hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, ông từng là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông, 2011 năm 2016 đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kỳ 2011 năm 2016 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, một trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 khóa 11, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Bắc Son bị cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 do vi phạm liên quan dự án Mobifone mua AVG, ngày 23 tháng 2 năm 2019, Nguyễn Bắc Son bị bắt với tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Xuất thân, Nguyễn Bắc Son sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953 tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào, giáo dục, ông có bằng tiến sĩ kinh tế và trình độ cao cấp lý luận chính trị, sự nghiệp, ngày 17 tháng 8 năm 1973, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, từ tháng 5 năm 1971 đến tháng 9 năm 1971, ông là chiến sĩ D36, D38, F304B, từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, ông là chiến sĩ trinh sát C20 E165, F312, chiến đấu ở cánh đồng Chum, Siêng Khoảng, Lào, sau đó đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 từ tháng 9 năm 1972 đến tháng 3 năm 1973, ông tham gia chiến dịch A2 tại Quảng Trị, C4, E165, F312, từ tháng 4 năm 1973 đến tháng 10 năm 1978, ông đào tạo sĩ quan trinh sát tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đào tạo cán bộ chính trị tại Trường Sĩ quan Chính trị từ tháng 11 năm 1978 đến tháng 2 năm 1979, ông là chính trị viên phó C1, D3 trưởng sĩ quan lục quân 1. Từ tháng 2 năm 1979 đến tháng 7 năm 1979, ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng, chính trị viên C4, D3, E183, quân khu 1. Từ tháng 8 năm 1979 đến tháng 2 năm 1981, ông là trợ lý cán bộ, phòng cán bộ, trường sĩ quan lục quân 1. Từ tháng 3 năm 1981 đến tháng 4 năm 1987, ông là đại úy, trợ lý cán bộ, bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 1987 đến tháng 5 năm 1992, ông là thiếu tá, trung tá, phó trưởng ban rồi trưởng ban cán bộ, bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm, từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 3 năm 1994, ông là trung tá, phó tránh văn phòng ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 1997, ông là thượng tá, cục cán bộ, tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, thư ký chủ tịch nước Lê Đức Anh. Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 3 năm 2003, ông là trợ lý cố vấn trung ương Đảng, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tháng 9 năm 1999, ông được thăng quân hàm đại tá.